Liệu trên đời này có thật sự có người đàn ông hiểu và thông cảm cho những vết trạng của vợ Thay vì ném một ánh nhìn chán ghét không mọi người Chưa nhìn cách bố đối xử với mẹ Mình không dám nghĩ đến việc có người yêu luôn Năm nay mình 24 tuổi thì là 25 năm mẹ làm dâu nhà chồng Thế nhưng từ khi sinh ra chưa bao giờ mình thấy mẹ được tận hưởng cuộc sống nhàn nhã như mẹ các bạn cả Tất cả cũng chỉ vì một người chồng tệ bạc, một gia đình chồng vô lối, theo lời mẹ kể bố mình ngày ấy đẹp mã chịu chơi với cái mát công tử nhưng thực chất cũng chỉ là con nhà nông bố tán mẹ nửa năm trời mua cho mẹ biết bao nhiêu là hoa quà cùng sự quan tâm đặc biệt chưa từng có khiến mẹ bỏ qua lời xì xào của tất cả mọi người và lấy bố mẹ bảo biết bố ăn chơi nhưng thấy sự chân thành ở bố nên nghĩ rằng ông sẽ thay đổi vì mẹ nhưng rồi hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng của mẹ sẽ chẳng ai thay đổi vì ai cả họ chỉ thay đổi vì chính mình thôi Đến ngày cưới, mẹ mới chính thức nhìn thấy nhà chồng. Căn nhà cấp 4 cũ ba thế hệ ở chung, cái chạng bác từ thời Napoleon, cái nhà xí tự hoại đổ tro, những thứ mẹ chẳng mấy khi tiếp xúc, ông ngoại giờ vẫn bảo không thích bố, vì ông đã nhận thấu bản chất thật sự của một con người tệ bạc. Đúng như ông nói, từ một anh người yêu tâm lý, bố dần trở thành người chồng hư hỏng, vẫn chạy theo những người bạn ăn chơi, bị dụ vào đủ trò đỏ đen số má, rồi nợ nần thì lại quay về xin mẹ trả nợ với lời hứa lần cuối rồi cũng không biết là bố đã hứa bao nhiêu cái lần cuối nữa ông ngoại cũng ghét bố lắm đợt mẹ mang bầu mình bụng to khệ nệ vẫn phải giặt quần áo đi dạy về thì đi chợ nấu cơm cho bố mẹ chồng tức là ông bà nội của mình dù ông bà hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vẫn ngồi đấy chờ con dâu cơm bưng nước rót bố mình bảo đi làm nhưng vẫn theo chân những cuộc vui và còn ngoại tình nữa Trớ trêu thay bị ông ngoại bắt gặp, ông đến nhà nội muốn đưa mẹ mình về. Lại thấy cảnh con gái đang giặt chậu đồ to tướng. Ông sôi máu chửi ông bà nội, cãi cọ một hồi, mẹ mình can ngăn, cuối cùng sinh non. Và trong lúc ông bà ngoại khóc vì lo cho hai mẹ con, bà nội vẫn bình thản gọi điện tám chuyện với cô út Vì bà đã xem bói chắc chắn không sao, thậm chí dự đoán là mẹ mình sinh con trai. Nhưng rồi kết quả thì sao? mẹ xin mình một đứa con gái và bà bị băng huyết phải cắt bỏ tử cung không còn cơ hội làm mẹ sau đó bố ít đi chơi lại hơn ở nhà chăm mẹ thể hiện thành ý vì dù sao công việc của bố cũng là nhờ ông ngoại xin cho đám cưới thì ông bà ngoại lo gần hết mình thật sự không hiểu đầu bố mình nghĩ gì có một người vợ xinh đẹp hiền lành bố mẹ vợ tạo điều kiện nhưng lại chẳng phấn đấu cố gắng làm giàu và cũng chẳng phải người bố tốt cơ Mẹ bảo chưa bao giờ bố đúc cho mình ăn một thìa cháo Nhờ trong mình thì lấy roi đánh Nếu khóc đòi đi chơi Lại được thêm cả ông bà nội nữa Mẹ mình không thể xin thêm con Là vì sao? Tất nhiên có một phần lỗi ở ông bà Nhưng thay vì hiểu và thông cảm cho con dâu Ông bà lựa chọn khuyên con trai đi kiếm nhân tình Để lấy thằng cu nói giỏi Nói giỏi cái gì? Cái nhà cấp 4 với cái nhà xí tự hoại à Cứ như danh gia vọng tộc lắm ấy Nói chung là Mình ghét bố một thì ghét ông bà mười nếu không phải ông bà chiều con trai để bố tạo ra cái vỏ bọc công tử giấy thì mẹ cũng chẳng lấy bố để khổ sở như bây giờ mẹ hoàn toàn xứng đáng với một người môn đang hộ đối và yêu thương mẹ chỉ tiếc giữa hàng trăm hàng nghìn hộp bánh mẹ lại chọn phải chiếc hộp trổng đến hiện tại mình chưa bao giờ thấy bố khen mẹ lấy một câu những câu nói thường ngày giữa hai vợ chồng như kiểu hôm nay em nấu gì ngon thế hoặc nay vợ mặc bộ này đẹp nhỉ chưa một lần mình nghe từ miệng bố Thay vào đó là những câu chê bai quen thuộc Dù có người ngoài ở đấy hay không Con mẹ này bụng như sắp đẻ đứa nữa ấy Chân ấy thì nước toát như lội ruộng Giáo viên gì mà tay trắng mềm mịn như người ta Là do ai chứ Ai vừa phải đi dạy vừa chăm sóc cho cái đàn gà vịt của bố Nấu cơm giặt vũ cho hai lão Phật gia kia Để rồi chưa bao giờ nhận được sự biết ơn từ họ Mà chỉ có những lời mắng nhiếc không cho họ đứa cháu trai khấu khỉnh Mình khuyên mẹ ly hôn đi Mẹ con ta về chăm sóc ông bà ngoại dù hơn 40 thì mẹ vẫn là đứa con gái bé bỏng của ông bà cơ mà. Bà muốn cho một mình một gia đình hoàn chỉnh và cũng sợ tiếng đời bàn tán. Với nghề giáo, ly hôn vẫn là một cái gì đó mang tiếng xấu. Thật sự, nhìn vào cuộc hôn nhân của bố mẹ, mình không dám mở lòng với một ai, mình sợ lắm mọi người ạ. À. Sợ mình cũng sẽ nhẫn nhịn và cuối cùng là chọn sai người. Chào mọi người, mình là Ngọc, vừa tốt nghiệp đại học được một năm. Sau khi ra trường á, thì mình xin vào làm trợ lý cho phó giám đốc của một công ty nho nhỏ, nhỏ phạm vi gia đình thôi. Phải làm ở đây thì mới hiểu được, á, công ty gia đình nó hãm một, thì thằng cha nội này phải hãm 101 má. Ta nói chứ, người gì đâu mà vừa không đẹp rồi, vừa keo rồi, vừa tham rồi, mà vừa thích sân si khoe khoang, còn được cái du duyên dễ sợ nữa má để giới thiệu ông tí về tầng lớp công ty em cái nha. Đầu tiên đứng đầu chuỗi thức ăn là anh Hoàng tổng giám đốc, người từ bàn tay trắng xây dựng nên cơ ngơi đồ sộ như ngày hôm nay đó. Dưới anh Hoàng là chị Yến với thành tích là best seller, chồng mở công ty thì vợ bán. Rồi dưới chị Yến á, là anh Hưng, em họ của anh Hoàng cũng chính là cấp trên hiện tại của em. Vâng, hôm trước công ty vừa tuổi một bạn sale mới, bạn này nhỏ mình tuổi, tính cách thì cũng hiền đi, cho nên không có dám làm gì. Bạn này kể chứ, trong lúc bạn này đang ngủ trưa tại công ty á, thì không biết ông Hưng đến lúc nào rồi. Còn vỗ mông của bằng ấy cái bóp Trời ơi còn chị nhân viên lâu năm á Chị này đã có chồng rồi Mà chị kể á ngày chị mới vô làm Còn phát hiện ông ấy là lén vào nhà vệ sinh nữ để nhìn trộm nữa kìa Như đã nói công ty này là công ty gia đình Mà mấy má cho nên làm ở đâu á Thì nhà ông ấy cũng ở đó luôn Hôm trước ông ấy bảo là à, Em lên dọn dẹp tại phòng ngủ cho ông ấy Em nghe vậy thì ngửi được mùi liền mà ơi Vừa lên phòng em liền lấy điện thoại mở chế độ quay video Rồi để sẵn trong góc Đúng như dự kiến Lúc sau em liền thấy ông ấy lén lúc bước vào tiến đến định ôm mình luôn Mình hét lên liền Ủa anh làm gì vậy? Anh mộng tránh ra làm la lên đó Đó, cùng với đó là tiếng của ông Hưng trả lời chứ Em cứ hét đi Ở cái công ty này là địa bàn của anh Chẳng ai dám cứu em đâu nói rồi là bắt đầu định dở trò em liền la hét kêu cứu mục đích của em không phải là kêu cứu đâu má em chỉ muốn để điện thoại quay lại cả quá trình em kêu cứu thôi à sau khi cảm thấy quay đủ rồi em liền kéo sợi dây buộc điện thoại để điện thoại rơi xuống che lại camera mà đúng hay nha, ngày còn bé em cũng có vài cái huân chương vàng bộ môn taekwondo Cho nên tất nhiên là ha, tắt camera đi là tiếng hét của em cũng tắt Mà theo sau là tiếng hét thất thanh của lão Hưng nha mấy má <laughs> Mọi người đừng hỏi vì sao mình không nghỉ việc Mình cũng muốn nghỉ lắm luôn Nhưng mà phải đợi chơi cho chớt lão thì mới nghỉ được chứ Vâng, nhân danh là trợ lý phó giám đốc chi nhánh Tất cả mọi việc từ A đến Á của lão làm sao thoát được cái tai mắt của em Hôm đó em dành hẳn 2 ngày để tham gia tất cả các group trồng rau nuôi cá rồi tâm sự rồi giao lưu và xăm lớp rút thức ăn cho chim mỗi group em đều đăng bài kèm số điện thoại cá nhân vãn của lão tất nhiên là có xin tu xíu để mà lão trong bóng bẫy hơn nhiều rồi từ ngày hôm đó trung bình 10 phút lão hưng sẽ nhận được một tin nhắn như này vào lưu tí không em? Một đêm nhiều <laughs> Hoặc trực tiếp hơn nha Tối nay tại ít 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 Tới gặp anh, anh sẽ thỏa mãn sự hỏng của em <laughs> Còn không á, Thì sẽ có người gọi đến với đủ lời gà gẫm Và những hình ảnh vi phạm cộng đồng <laughs> Mới tuần qua đi Mà trong ông Hưng phở phạt đi trông thấy luôn Không biết là vì vui quá nên mất sức Hay vì bị khủng bố điện thoại nữa má ơi ngày hôm đó luôn ông hưng đã ra tối hậu thư là phải tìm cho bằng được người để tung thông tin của ấy lên các group đó mà làm sao mà tìm được má ơi em đăng bằng tài khoản của ổng mà trời <laughs> mà nếu chỉ để ông ấy bị gà chim chuột thôi thì đơn giản quá đúng không mấy chị từ ngày vào làm em đã âm thầm thu thập thông tin bằng chứng lão ta quấy rối nhân viên nữ cộng thêm em là có video lão ta quấy rối em nữa em liền viết đơn kiện lão tội quấy rối nhờ bằng chứng trong tay cộng thêm có đồng nghiệp đứng ra làm chứng lão hưng buộc phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho em Ê -hí -hí. giờ thì em ôm theo khoản tiền tổn thất tinh thần để mà đi hiếu liên chủ lành rồi mọi người ơi ta nói chứ nào mà khách sạn năm sao của phú quốc hóng lão hưng mỗi ngày bị điện thoại xịt mà không thể nào bỏ số điện thoại đó đi được vì đây là sim quan trọng liên kết ngân hàng nè rồi khách hàng quan trọng nữa nè eo tuyệt vời quá đi thôi Thằng điên này, mày không xứng đáng làm đàn ông, mày nên cắt luôn mẹ cái phần dưới đi, bạn bè cờ cờ gì mà húp gái của bạn nha mày. Mình vừa chửi thằng khốn tên là Hoàng mà mình coi nó là bạn thân chí cốt hơn 13 năm. Mọi người nghe chửi cũng hiểu được một phần tình hình rồi đúng không ạ? À? Mình và thằng Hoàng là bạn chí cốt từ hồi cấp 1 lận. Hai thằng đúng kiểu là chơi với nhau từ tấm bé luôn á. Có gì khó khăn là đều vươn tay giúp đỡ lẫn nhau. Vậy mà mình coi nó như người anh nha, người em trong gia đình nha. Cả hai gia đình cũng vì thế mà thân thiết với nhau luôn đó. Nói qua về thằng Hoàng chút thì nó cũng thuộc dạng đẹp trai, nhà có điều kiện. Ta nói gái cứ phải gọi là chủ động đầy với nó luôn. Hiện tại nó đang yêu em Linh, cũng xinh xắn, nhà cũng giàu ngang ngửa thằng Hoàng luôn. Nói chung là trai xinh cái đẹp đó, mấy tầng nào mấy tầng đấy đấy, xứng đôi dừa lứa đấy. Đường cái nó có bồ mà không bao giờ bỏ bê bạn bè nha. Tính Linh cũng thân thiện, cho nên có mặt Linh á, thì mình vẫn rất là ok. Chỉ cây cái vụ ăn cơm chó của hai, hai đứa nó thôi à. Hai đứa nó thấy mình cô đơn mãi, cũng thương Vì vậy cứ đi giới thiệu nhiều người cho mình Người này người kia Mà mình vẫn chưa có ưng ý hãy trơn á Cho đến một ngày mình đi đá banh ở trường Lỡ đá vào một người bạn nữ Mình mới vội vàng chạy lại hỏi thăm Khi bạn nữ ngẩng đầu lên Thì tim mình ơ oh, đập bùm 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 Liên tục không ngừng Ánh mắt bạn còn lông lanh nữa Mình mới kịp tỉnh nói lời xin lỗi đó Bạn nữ xoa xoa ngừa rồi xua tay nói chứ Không sao đâu, bạn cũng không cố ý mà Trời ơi, lợi dụng tình thế, mình chủ động xin thông tin bạn luôn. Bảo là muốn bạn đi về, á lỡ bị gì mà có còn gọi điện nhắn tin cho mình, mình ăn vạ được. Bạn nghe xong cũng cười tươi cho thông tin liên lạc. Mình cũng biết được bạn tên là Nhung, cũng cùng trường mà chưa bao giờ mình gặp được luôn á. Thì ra, chân ái định mệnh là như vậy mà mình lại không phát hiện ra nha tối đó về á mình có chủ động nhắn tin cho bạn hỏi thăm xoay quanh sức khỏe đồ cả hai cũng có cuộc nói chuyện khá là lâu và cũng vui mình còn hẹn sáng mai đi học mình đưa cho bạn chút đồ nữa chứ vui vì gặp được người bản thân mình thích cho nên mình không chần chừ trừ mà đi khoe thằng hoàng luôn nó cũng tò mò hỏi thông tin nha mình cũng không nghĩ ngợi gì đưa cho nó rồi tự hào bảo chứ sao thấy người ta thích xin đâu mày tao quyết tâm sẽ rủ em ấy đi xem phim đó nha nó xem xong thì bảo là ừ cũng bình thường Không bằng em Linh của nó Mình nghe xong cũng không thèm nói gì Tại trong mắt thằng nào thì người yêu thằng ấy đẹp là chuyện bình thường Đúng không? Những ngày sau đó mình đầu tư thời gian nhiều cho tình yêu màu hồng này hơn Hết sáng mua trà sữa cho em Chiều mua em đồ ăn vặt Thỉnh thoảng cuối tuần đặt hoa tặng vì cảm thấy em xứng đáng Sau nhiều ngày nhắn tin nói chuyện ngoài đời Mình hỏi thằng Hoàng thì nó bảo là nên rủ em đi xem phim đi Mình thì sợ em ngại Nhưng mà tình yêu thì đã thắng tất cả may mắn mọi người em vui vẻ đồng ý xem phim mà buổi xem phim mấy em cứ lạnh nhạt với mình kiểu gì á mình có chủ động thì thầm bên tay em cũng né vén cái tóc xỏa vào mắt mà em cũng né luôn trước đó em rất là thoải mái với những cử chỉ nhỏ này của mình mà ta đi về mối quan hệ cũng không có tiến triển gì mới luôn buồn chán đem tâm sự với thằng bạn thì nó bảo là chắc em ngại chứ có gì đâu đừng cái tin tưởng thằng này vì tình trường của nó nhiều hơn mình mà chắc là nó sẽ hiểu rõ hơn á kiểu vậy tối đó có tiếng tin nhắn cứ ngỡ là em nhưng mà lại là linh nó than là thằng dũng dạo này lạnh nhạt với nó rồi nó hỏi mình là thằng hoàng có phải có người khác hay không mình dạo này lao về tình yêu mà cho nên ít khi gặp cho nên nó thiệt là không có biết linh cũng ầm ừ rồi thôi Thế mà một tuần sau, mình đã nghe hai đứa nó chia tay rồi. Linh còn nhắn tin gửi mình đóng ảnh thần hoàng với hai đó đang hôn nhau. Đã vậy, cả hai còn đưa nhau vào khách sạn. Linh còn kèm câu chứ. Mày thấy bạn mày đang đi cùng cô gái nào không? Nghe bảo mày quen con bé này, tình bạn dịu kỳ đấy. Rồi, mình zoom ảnh thì mới vỡ lẽ ra cô gái trong ảnh không ai khác là Nhung. Đáng lẽ có những bức ảnh này thì mình nên tin, nhưng vẫn cố chấp tin tưởng em sẽ không làm như vậy đâu. Mình có hỏi những bức ảnh này có thiệt hay không, thì em không chối mà bảo là đúng. Em bảo thích Hoàng và giờ đang làm bạn gái. Đó, từ đợt đi xem phim với mình là cả hai đã hẹn hò mấy ngày trước rồi. Em tính từ chối đi xem mà Hoàng bảo tội mình, cho nên em mới đồng ý. <laughs> ôi ôi, cặp đôi ghê tởm này, mình không còn điều gì để mà diễn tả vào thời điểm này nữa luôn. Mình mang cái sự tức giận đến gặp thằng Hoài hỏi chuyện. Nhìn thấy khuôn mặt đang cười đùa của nó mà mình ngứa mắt, lao vô cho nó một trưởng liền. Nè, bạn bè cái méo gì hả? Thằng khốn. Mày không xứng đáng làm đàn ông, không xứng làm bạn tao. Mày cắt mẹ luôn phần dưới đi. Bạn bè méo gì đi hút crush của bạn thằng kia. Nếu là con người thì mình nên hành động cho đúng đi nha. Hoàng bị mình giả như tội thì chật vật ngồi dậy. Nó cười khẩy bảo. <cười> Không con đàn bà thôi mà mày đấm tao, tao chỉ đang trách hàng cho mày thôi. Nếu nó lao vào tao thì mày thoát được một con không tử tế rồi, đúng không? Mình bắt đầu lắc đầu bất lực với lời nói của nó, chơi với nó nhiều năm. Nó lại làm một cái chuyện khiến cho mình chỉ biết đau đớn, tức vì mất cả tình lẫn bạn luôn. Mình tuyên bố luôn, tình bạn hơn chục năm này kết thúc mẹ nó đi. Mình không thể chơi với một cái thằng cứ nhăm nhe húp độ của người khác được. Đâu thiệt á, tưởng tìm được một nửa tình yêu rồi. Ai ngờ, thằng bạn lại hớt tay trên chứ. Chuyện là tao năm nay 29 tuổi nhưng vẫn còn đang ở không. Tao được ông anh khóa trên công tác tư tưởng là nên chơi bời chán chê đi rồi hẳn vào cái nhà tù chung thân mang tên lấy vợ đó tụi bay. Trời ơi, rồi mấy ổng cũng truyền cái bí kíp cho tao nha. Nên nói thiệt, cái khoản đi hẹn hò gái gú này nọ, tao tự tin khẳng định là mình luôn ở mức thượng thừa. Ha, trình đi date của tao phải nói là siêu đỉnh Có khiên tuần tao rớp rẽn hẹn được năm bảy em như chơi Mà em nào cũng ngon ẻ nha Toàn rau xanh, rau sạch, rau mơn mởn Có khi chán chê muốn đổi gió Tao hẹn mấy chị sồm xồm lớn hơn tí để gia tăng cảm xúc đó bay rồi hôm nọ nè, cũng vậy tin đờ đâu đó, tao va phải con bé này. Trời ơi, em còn nhỏ, mới sinh viên năm nhất à. Hôm đó tao cũng khá rảnh, cho nên nói chuyện đâu được mấy câu. Em mạnh dạn hẹn gặp tao luôn bay. Mà tụi mày biết rồi đó, đàn ông tụi mình nào có chê ai bao giờ. Không thêm vô thôi, chứ bớt ra làm quái gì, đúng không? Vừa gặp con bé khoác vai tao quen như là từ đời nào á trời. Nó còn bảo chứ, hẹn hò quán cà phê làm gì, chán lắm, đi nhậu đi. Tao mới hỏi nhậu đâu, em la lớn lên, khách sạn, Trời trời má 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 Cả cái quán ai cũng nhìn tụi tao như loại yêu râu xanh đó má Tao mới thắc mắc là ở, ở khách sạn nhậu kiểu gì em Em mới nói cứ đi theo em rồi sẽ biết ừ. Nói sơn tí bé này nó đẹp mà kiểu cá tính đó nha Khắp người nó tao nó chi chích mấy cái hình xăm cung hoàng đạo Nó cung sư tử Nó nhìn cái biết ngay nhỏ này ngông Cái tóc nó thì như mốc lai Nhìn cũng ba gai cả chớn chó lắm Nhưng mà chết tiệt Tao lại thích mấy cái gu này À vừa nói chuyện mấy câu tôi để ý cái chỗ lưỡi á nó xỏ khuyên chất chơi người dơi tụi bay ơi làm tao cực thích má một luồng điện xẹt ngang sóng lưng khiến tao suy nghĩ đến những hình ảnh không thể nào đen tối hơn khi mà chiếc lưỡi mềm mại ấy mà tao nó rà lên cơ thể tao quá nha thì trời ơi là trời tao bắt đầu rùng mình tư tưởng liền <laughs> ngắt ngang giọng suy nghĩ khi em dắt tao vào cửa hàng tiện lợi mua mấy lon bia và một hộp ba con sói 12 cái hương vanilla rồi đó cờ mờ là thật lòng á tao vừa vui mà tao vừa sợ ghê tụi bay tao thấy cái ba lô lù lùi trên vai bé thì cũng hỏi có thật là, là đủ tuổi chưa các kiểu em đáp lại như cái máy má đã đủ rồi không đi tù đâu sợ con bé nói xong câu đó tao thấy người nhẹ như chục ký trút được cái gánh nặng trong lòng bay xong á tụi tao dắt tay vô khách sạn thiệt vừa đến nơi em nhìn thẳng vào mắt tao hỏi chứ anh biết chơi bdsm không Trời, trời 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 Ê, ê, tự nhiên cái khúc này hơi cấn cấn rồi nha à, tao cố tỏ ra vẻ ngầu lòi đầy hiểu biết tao thề là có biết con mẹ gì đâu nhưng rõ ràng để con bé 18 tuổi biết cái sự dốt nát của mình thì nhục chí nam nhi lắm ba rồi tao mới bé khui bia hai đứa cũng vô vô quyết liệt uống tới lần thứ tư người bắt đầu tê tê nha tao thấy con nhỏ đẹp lạ thường tụi bay trời ơi tao tiến lại sau lưng nó bắt đầu là thà hơi nóng vô cổ con bé nó gạt tay tao ra tao sực nhớ nó thích bdsm nên hỏi nhỏ chứ Bộ em thích mạnh bạo lắm hả? Đấy, tao thấy nhỏ bắt đầu khác nha Cơ mặt nó giãn ra, bớt căng thẳng hẳn mấy ba Mà tao đâu có biết từ lúc đó trở đi đâu Đời tao sang một trang khác nè Sang trang rách Vô, nhỏ mở ba lô ra Tao cứ tưởng trong đó sẽ là dụng cụ học tập nhưng không hề đầu tiên bốn cái còng tay nhỏ trói tao lại phanh thay như con ngựa nằm sắp trên giường á mấy ba bốn chiếc còng được đưa vào tay với chân tao nó siết vừa phải nha con bé còn kiểm tra kỹ là đã chặt hay chưa nữa trời đỉnh ghê hết. tao lại nhảy thêm mấy câu không đâu vào đâu em cho hẳn cái bóng bịch vào mồm tao cho nên lúc sau á tao chỉ còn ư ử như chú quýnh con á mấy ba sau đó em lấy bịch mắt tao lại tao nghĩ á trời ơi thời khắc hạnh phúc của tao tới rồi chỉ vì enjoy thôi đúng không em lấy bật lửa ra rồi đốt đốt cái gì đó tôi định hét lên đừng có đốt lon đít anh nha em ơi mà hát éo được đâu bị quả bóng nở ngay miệng tao mà mà người tao nhẹ nhàng hơn khi biết em chơi nến tụi mày ơi loại nến thơm mang mùi địa trung hải đó, đó rồi chưa kịp hết thở sau á tao thấy em nói tiếng tới người tao rồi bắt đầu đôi tay điêu luyện Nhỏ cái sắp nóng hổi đó lên lưng Lên mông, lên đuýt của tao Thề luôn, tao cảm nhận được Em vẽ hình trái tim Đinh công mạnh, chơi ác vải liền ra luôn Nó hành hạ tao không khác gì Như thời trung cổ mấy ba Tao gào hét lên, trời ơi Những trái bóng chết tiệt à, Nó lắp đầy cái mồm tao Làm âm thanh nó hạ xuống rên ư ư Làm em tưởng là tao thích mê hàng sao á má cho nên trời mẹ ơi em hăng say nhỏ sáp lên khắp cái người tao tao nói suýt chút nữa nha cái sáp nó tràn xuống cái thung lũng tình yêu của tao luôn thề tao sợ quắn quéo lên mà không có chống trả gì được luôn á tụi bay cờ mà lỡ quả đấy mà tràn xuống là quả cà tím vô đôi bóng của tao ê ối rồi tao thề luôn cởi trốn cái tao xong pha với nó luôn á tao cay lắm rồi đó rồi hết nè hết hành hạ hiệp một người ta đã rời vì mệt rồi má nó tháo trái bóng bịt mỏm ra 5 giây kêu tao nêu cảm nghĩ đi trời ơi tôi định nói là trời ơi trái cà của anh nó bị nóng nè má ơi nhưng tao chưa kịp nói đến trái cà của anh thôi để nó bịt mồm tao lại nữa thề nha khúc này tao bắt đầu tao hoang mang tao lo sợ ghê tụi bay Trời, nhẽ tao khóc á thì hèn hảo quá đúng không, tụi mày thế rồi tao nằm thêm tiếp như con cá mắc cạn mặt nó xử lý muốn làm gì làm đi Ồ, ờ, em lại im lặng, nó tức ghê á. Tiến hành màn hành hạ thời trung cổ tập 2 bon. Lần này tao nghe có mùi dầu gió má, chính xác mùi dầu nóng Trường Sơn má, ngửi thấy mùi chẳng lành rồi. Tao ta cảm nhận được cái sức nóng quỷ gì của cái thứ rẻ tiền đó liền, rồi tao bắt đầu giải dụa chống trả quyết liệt. Em khoái chim bảo chứ. Thử tí sức nóng của quả diệm sơn đi anh, nói cho anh quay về thời tiền sử đinh công mạnh tao thống thiết giải dụa tao đinh ninh là tao toan thật rồi ông giáo ơi và rồi bằng một phép màu nào đó tao chìm vào giấc ngủ tỉnh dậy tao thấy mình đang trong bệnh viện má con bé vẫn với giao diện ngông cuồng nhưng có vẻ hối lỗi á tao chưa kịp mở mồm ra nó bảo chứ Em xin lỗi, tính hồ anh chơi xíu thôi mà anh ngất ra luôn Em tưởng anh là dân chơi thứ thiệt Ai dè, nửa mùa thấy mẹ Tao nhắm mắt lại rồi thôi thóp bảo chứ À, tha, cho tôi đi Cô đi đi tôi muốn gặp cô nữa đâu quỷ nhỏ chết tiệt <laughs> Trời ơi Nằm diễn nốt một ngày do ngất vì quá hoảng loạn Thề hai tay cử động được Là tao test hàng liền đó tụi mày ơi Ơn, ừ, Chúng nó vẫn còn nguyên Trời ơi Chỉ có tâm hồn bé nhỏ của tao là suýt nhảy lên cái đọt ổi Thề Đây là lần đầu Cũng như là lần cuối tao chơi ngu Tao nghịch dại như này luôn 29 tuổi rồi bay Chứ có nhỏ bé gì nữa đâu bay mà hả bị con đầu đất chơi xỏ má kể lại mà còn nhục đây nè mấy má Hello, lại là chuyên mục ăn cưới người yêu cũ đây ạ. À. Thấy mọi người hay chia sẻ chuyện ăn cưới người yêu cũ, nên em lên đây góp vui xíu. Xin tự giới thiệu em tên là Hân, 23 tuổi đang làm kế toán. Em từng có một mối tình mặn nồng từ thời sinh viên với một anh tên Hoàng. Đằng sau 4 năm thanh xuân lời thề son sắc chung thủy, là một cặp sừng dài vái cá hồn. Tốt nghiệp xong, em với Hoàng đi làm khác công ty, nên cũng ít gặp mặt. Hoàng thì được cái dẻo miệng đẹp hay, nên ở chỗ làm mới làm say nắng nhiều em lắm. Thỉnh thoảng đi ăn chung em còn thấy có con bé nào nhắn tin cho hoàng cơ được vài tháng sau thì em thấy hoàng lạnh nhạt với em hẳn hỏi đến thì bảo công việc stress nên là kêu em thông cảm nhưng em biết thừa là do say nắng con khác. Quả không sai, thêm hai tuần nữa thì Hoàng đề nghị chia tay để tập trung lo cho sự nghiệp. Mà sự nghiệp gì thì mọi người đều biết rồi đó. Mặc dù buồn nhưng mà em vẫn éo níu kéo làm gì. Xong tụi em vẫn không block nhau mà vẫn để bạn bè ở trên phở bỏi. Thỉnh thoảng Hoàng vẫn thả like story của em nhưng mà tụi em chả bao giờ nói chuyện hay inbox nữa. Định làm người lạ từng yêu thôi Thì đụng cái sau 2 tháng chia tay Hoàng lại chủ động inbox cho em Hỏi em dạo này sức khỏe như nào Công việc thuận lợi không Đã có người yêu mới chưa Em thì thấy nó nhắn tin tới là thấy có điềm rồi Người yêu cũ mà nhắn tin thì chỉ có mượn tiền Hoặc là đòi nói lại tình xưa thôi Tiền thì em éo có Mà tình xưa thì em cũng chinh chê cái loại này Thành ra em chỉ trả lời vài câu cho lịch sự Ai mà Hoàng bảo Cuối tuần là đám cưới của anh anh thật lòng muốn em sẽ đến chung vui em tranh thủ đến nha em ơi có quần què vậy trời tính ra chia tay mới hai tháng mà mày đi lấy vợ luôn á hả còn mặt dậy đi mời nữa lúc đầu em định không đi đâu nhưng mà nghĩ lại không đi thì nó lại nghĩ mình lụy nó thế là em quyết định đi vả lại đám cưới nó đúng lúc cuối tháng kinh tế cạn kiệt với hai trăm ngàn trong túi thì em càng phải đi bỏ phong bì một trăm một trăm đi ráp lại được một bữa ăn ê hề tội gì không đi Vâng, hôm đó em đến rõ sớm, bỏ phong bì rõ sớm, thằng người yêu cũ còn đon đã tiếp em cơ, xong em được xếp vào mâm đầu tiên luôn. Chỉ chờ mỗi vậy, vừa vào bàn em đá hai con tôm tôi đùng, húp thêm một bát súp với ít loại quay thịt lẩu các loại tầm này hình tượng mẹ gì nữa. Mục đích của em đến đây chỉ là cứu đói cuối tháng thôi. Với cả em quyết tâm bỏ hết đồ ăn cho bỏ ghét. Ăn tầm đấy thấy cũng no no. Nhưng mà nhìn lên sân khấu thấy người yêu cũ cười cười nói nói. Em chướng mắt quá nên quyết định đi ẻ một lần rồi quay lại ăn thêm cho chắc cú. Và em quay lại. Em bảo em mới tới. Thế là được một bác nào đó dắt em qua ngồi mâm khác. Lại thêm một mâm đồ ăn ế hề. Cô dâu chú rể cứ xước mướt phát biểu trên sân khấu Em thì cứ ngồi dưới bào đồ ăn Sướng vải mỗi 100 ngàn mà ăn như ăn buffet Đang cầm cụi ăn quên mất sự đời Thì tự nhiên có người gấp trúng miếng thịt em đang gấp Hai đũa chạm nhau, hai mắt nhìn nhau Hóa ra là ông anh ngồi cạnh em nãy giờ Nói mới để ý là ông cũng gấp lia gấp lĩa giống em Tụi em ngượng ngượng, nhìn nhau cười Xong ông cũng nhường miếng thịt cho em Giao lưu mới biết ổng là người yêu cũ của cô dâu Được cô dâu mời tới Ông còn tiết lộ hai chúng nó cưới để chạy bầu cơ. Ôi dồi ôi, cùng chung nỗi đau bị cấm sừng, nên tụi em nhanh chóng thân thiết. Ông cũng đến với mục đích là bào đồ ăn giống em. Sau tiệc, ông ngỏ ý chở em về rồi xin info. Thỉnh thoảng lại rủ em lượng hết mấy quán ngon trong thành phố. Thế là sau 3 tháng tụi em chính thức yêu nhau. Người yêu mới của em nice cực kỳ. Nhà có gia thế, nhưng mà ông chả bao giờ khoe mẻ. Đối với cưng á, thì cưng như trứng, hứng như hoa. Công nhận đi đám cưới người yêu cũ hời thiệt vớ được anh người yêu như này Quen nhau nửa năm thì em về ra mắt gia đình ổng Ba mẹ ổng ưng quá nên hối tụi em cưới sớm trong năm Lúc cưới em định bảo chồng là mời luôn đôi kia tới đi Nhưng mà nghĩ lại em quyết định chỉ bảo anh mời mỗi người yêu cũ của anh thôi Vì kiểu gì Hoàng không đi chung với vợ nó Việc đết gì em phải đích thân đi mời Xong hôm em cưới Hoàng đến thật Nhưng là đi thay vợ vì vợ nó đang bầu 8 tháng Đi lại không tiện Thấy mặt Hoàng em giả vờ kêu ơ quý quá Sao anh biết em cưới mà đến vậy Em nhớ là đâu có mời anh đâu Trời ơi Hoàng nghe xong sượng trân Bảo là đến theo thiệp mời của chú rể Mà ngạc nhiên hơn là không ngờ cô dâu lại là em Suốt buổi thấy Hoàng cây cây Vì em bảo đám cưới cổ tích Chồng em set up cho em tận vài trăm củ Chưa tính tiền váy cưới trang sức nữa Chắc là hơn 2 tỷ Em còn vả thêm câu là Hoàng ăn uống thoải mái đi Không cần phân bì đâu Coi như là đi ăn free ăn trực á Lát sau em thấy Hoàng về sớm, với cái mặt cáu bẳng, trông hả hê thật, đúng ngày cưới lại nhân đôi niềm vui. Đội ơn anh đã cắm sừng tôi nha Hoàng ơi. Ngoại tình là điều không bao giờ mình nghĩ đến trong cuộc hôn nhân này. Vì vợ chồng mình đã có 7 năm bên nhau, trải qua bao nhiêu sóng gió mới đi đến kết hôn nên mình rất tự tin. Vậy mà người tính chẳng bằng trời tính, mình tự giới thiệu mình là Phương thuộc kiểu mẫu phụ nữ độc lập tự chủ kinh tế và khéo léo đến mức nhà chồng chẳng bao giờ chê trách ấy thế mà mình được người ngoài ngưỡng mộ bao nhiêu thì chồng lại tỏ ra chán nản bấy nhiêu anh ấy nói mình quá cứng rắn luôn tỏ ra giỏi giang làm anh ấy mệt mỏi nghe có nực cười không suy đi tính lại mình quyết định thuê bảo mẫu về đỡ đần việc nhà như vậy sẽ có thời gian riêng tư cho chồng hơn vì sợ người lạ vào nhà sẽ xáo trộn nên mình nhờ luôn một em gái ở gần đó thấy bảo vợ chồng em ấy bỏ nhau, mỗi hai mẹ con đi thuê trọ làm giúp việc theo giờ cũng hoàn cảnh. Thương cảnh ngộ, với cả mấy lần tiếp xúc cũng thấy em là người thật thà, nên mình quyết định thuê mấy với giá 5 triệu một tháng. Em gái đó cũng chỉ làm đến 6 giờ là có thể về nhà, chứ không sống chung, nên mình phần nào yên tâm. Thế mà không ngờ, chỉ đúng một tháng sau mình phát hiện ra nhiều điểm nghi vấn giữa chồng với bảo mẫu. Đáng sợ hơn cả là họ không gọi điện nhắn tin Zalo hay Facebook như thông thường, mà hẹn nhau bằng những mẫu giấy nhỏ nhét ở các chậu cây cảnh mọi người ạ. À. Và đương nhiên, mình là người không bao giờ động đến cây cối trên tận tầng 3, nên chẳng nghĩ đến, may sao hôm đấy thằng cu nhà mình lại ném bóng vỡ một chậu cây thì mọi sự thật mới bị bại lộ. Nhưng mình cũng chưa làm trùm ben lên vội Mà muốn thử dò la chồng xem sao Đến tối một hôm khác Mình giả vờ nói chuyện với chồng về bảo mẫu Thì tự nhiên anh ấy mặt đầy cảm xúc bảo Thương cho cái mai em nhờ Bị chồng bạo hành thì chứ Mà nhà chồng cũng đối xử chẳng ra gì Khó khăn lắm mới bỏ được Thì con cái là bệnh tật Tiền kiếm được bao nhiêu cũng chẳng đủ thuốc thang Được thôi, mình cũng thuận nước đẩy thuyền Bằng việc đề nghị với chồng Đưa hai mẹ con cô nàng kia về sống cùng Cho đỡ thuê tuyền nhà Không ngoài dự đoán chồng mình mừng ra mặt còn mình tuy cười nhưng mà cõi lòng lúc đấy như tan nát thành trăm mảnh vậy đến tận sau này khi kể chuyện với bạn bè ai cũng nói mình ngu nhưng thật sự mình đã quyết định được cược một phán bài lớn dù cho thất bại thì mình vẫn có thể ra đi trong thanh thản từ khi em gái ấy chuyển vào nhà mình cũng âm thầm xem hành động của hai người họ với những mẫu giấy hẹn hò chớp nhoáng mình sẽ khéo léo để con ra mặt hoặc lấy lý do có công việc để họ không hẹn được nhau rồi những lúc chỉ có mình với em gái ở nhà thì mình nói bóng gió. Nghe đâu bà Xuân ở đầu phố mình mới bị phát hiện là ngoại tình với cái lão già già gì đó. Có nhà ở khu biệt thự ấy. Thấy mà chán em nhỉ. Bà vợ ông ấy hình như biết chuyện còn thuê cả đám giang hồ tới xử cơ. May mà con cái gọi công an đến kịp. Không thì không biết ra sao. Mặt ẻm ngay lập tức biến sắc và lãng tránh mình để đi làm việc khác. Thật sự là mọi thứ em gái đó làm đều rất tốt kể cả chăm con mình. Chồng mình cũng không phải là loại đàn ông dễ xa ngã, chứng tỏ một điều đối thủ của mình không hề đơn giản. Xác định đây là trận chiến cam go, nên mình cũng bắt đầu chăm chút bản thân hơn. Thời điểm đấy mình xác định, có phải nghĩ việc mình cũng sẽ đầu tư cho lần đòi chồng này, vì cơ bản cũng do mình đã vô tâm từ đầu. Mình chăm chồng nhiều hơn, không để bảo mẫu nấu cơm, mà tự mình vào bếp nấu cho chồng con, mình cũng đối xử ân cần với con cô nàng đó, cho ẻm quần áo cũ của mình. Hai tuần em gái ấy về sống cùng, mình phát hiện ra những mẫu giấy hẹn thưa thớt dần, rồi cái ngày phải lật bài ngửa cũng đến. Mình đâu có phải đứa ngớ ngẩn để hai người họ chôn bí mật này đến cuối đời. Nên giờ em gái kia sắp đi chợ về rồi đưa những mẫu giấy ra công khai với chồng quả nhiên chồng mình tái mặt lắp bắp quỳ xuống xin xỏ vợ ơi anh thề lần đó chỉ vì phúc yếu lòng hôm em đi công tác nên mới xảy ra cớ sự đấy anh anh thừa nhận cũng quá chén rồi cứ thế lún sâu nhưng mà thật sự từ ngày em ân cần hơn với anh anh ân hận lắm và đã quyết định sẽ cắt đứt mối quan hệ mờ ám đó rồi em phải tin anh vợ ơi rồi mình dõng dạc nói tốt thôi em cũng muốn con bé kia được chứng kiến sự hạnh phúc của vợ chồng mình em chấp nhận chịu tổn thương vì bản thân em cũng có lỗi em đối xử tốt với con của nó vì con bé con không có tội nhưng em phải để cho em gái đấy thấy trong mối quan hệ này nó không có cửa nên tự biết vị trí của mình em đã quá bao dung rồi nên em hy vọng anh tự biết bản thân cần làm gì lần đầu tiên mình thấy anh ấy khóc vừa lúc nghe thấy tiếng túi rau rơi xuống mình biết em gái kia không có gan như mấy đứa tiểu tam trên mạng xã hội nên mình mới đánh đòn tâm lý thế này và mình đã thành công Cô nàng đó tự giác nghỉ việc, dù mình cho thêm tiền nhưng không dám lấy. Giờ thì chồng mình cũng biết quay đầu là bờ. Anh tập trung hẳn vào việc lo toan cho gia đình, không còn những thú vui không lành mạnh bên ngoài nữa. Thế đấy các chị em à, ngoại tình tuy đau đớn thật, nhưng nó chưa phải là tất cả đã chấm dứt. Có thể mọi người sẽ nghĩ mình quá liều lĩnh khi biết rõ chồng ngoại tình, còn đón tình nhân chồng về nhà chung sống. Nhưng vì mình biết mức độ có thể cứu vãn nên vẫn giữ được gia đình vẹn toàn như thế nào thì chị em mình cũng phải thật bình tĩnh, quan trọng hơn là thế nào cũng không đánh mất bản thân mình. Một dân chơi chính hiệu, vua của các loại máy bay lại bị bỏ rơi một cách đau đớn như này à? Tôi không tin bản thân lại không làm rung động được cô gái nào, vì chưa bao giờ tôi ra trận lại thất bại, vậy mà. Ai... Tôi năm nay là sinh viên năm tư tôi không nhận là cờ đỏ di động hay là vua đánh cá nói như này thì oan cho tôi quá các cô gái tự tiếp cận tôi và tôi cũng chỉ là người thỏa mãn mong ước của những cô gái ấy thôi chỉ có điều duy nhất là tôi không thể làm được cho những cô gái ấy đó là tình cảm còn lại thì tôi có thể phục vụ hết tôi không phủ nhận nhiều cô gái đã chơi lệ vì tôi nhưng cũng không thể đổ lỗi cho tôi được vì họ đã biết trước tình huống như vậy mà vẫn lựa chọn đó thôi Tưởng bản thân sẽ chỉ chơi đùa Cho đến khi tìm một người vợ phù hợp mà cưới thôi Tại vì tôi thấy tình cảm nó phù du quá Cho đến khi cô gái ấy xuất hiện Tôi tình cờ lướt áp hẹn hò Chơi chơi ngắm gái thì match được em Nhìn giới thiệu thì em tên là Nguyên hơn tôi một tuổi Nhìn giao diện em thì không nghĩ là em hơn tuổi thật Tại vì nhìn đáng yêu ngây thơ kiểu gì ấy Tự nhiên em khiến tôi chú ý và hứng thú với em rất nhiều. Để người đẹp bỏ bớt phòng bị, tôi đã chủ động từ từ tiếp cận, không biết có phải ảo tưởng của tôi không nhưng mà cách nói chuyện của em cuốn kinh khủng cứ nói chuyện với em là tôi không ngừng cười được đáng lý là những lúc nhắn tin như này tôi mới là người nắm chuông nhưng mà tôi thấy em hiện tại đang là người nắm rõ cuộc trò chuyện này em khiến tôi tò mò và muốn gặp mặt ngay lập tức em khác với những cô gái khác em khiến tôi cảm thấy nói bao nhiêu chuyện cũng không biết chán Nói chuyện hơn 3 tháng, con video với nhau rồi, em cũng bắt đầu thoải mái với tôi rồi, thì tôi mới dám chủ động hẹn gặp em bên ngoài. Tôi có rủ em đi xem phim sớm, rồi cả hai tạc qua chỗ quán ăn. Vì không khí khá là chiêu, lại có ánh nến khá lãng mạn, nên tôi và em có làm đôi chén. Nhìn ánh mắt đáng yêu ấy, cùng ánh đèn lờ mờ khiến tim tôi cứ đập loạn nhịp. Thỉnh thoảng em còn chạm nhẹ vào tay tôi, khiến tôi trung lên như lần đầu nắm tay gái vậy. Rõ tự tin là gà, nhưng sau dần tôi cứ cảm giác bản thân là thốt. Ấy. Trên đường tiễn em về nhà, tôi thật sự không nở nói lời tạm biệt. Tôi có nói mông lung kiểu như tối nay em về muộn thì ai mở cửa không? Nếu đã muộn thế này rồi thì đi đêm thêm đâu đó nữa không? Em nghe xong thì từ chối bảo buồn ngủ, chỉ muốn về nhà. Nhưng không, tôi đâu có bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nhờ kinh nghiệm tán tỉnh, Tôi có gật đầu chấp nhận, sau đó chỉ ôm em vào lòng vỗ về, bảo kiếm cơ hội khác sẽ hẹn em sớm hơn, vì lần này tôi cảm thấy thời gian bên cạnh em quá ít. Vì đi xe máy, tôi cứ cố gắng phanh gấp để em ôm tôi, thỉnh thoảng tôi còn chạm vào tay em, đoạn eo rồi ve vãn tay nhau như vậy. Không biết như nào khi đến khách sạn đằng trước, tôi mới đùa đùa bảo, chỗ kia nghe tên hài ha, nhìn phòng ốc cũng lớn, kiểu này phải rủ bạn bè vào làm ván bài trải nghiệm sự sang trọng mới được. Em nghe vậy thì hùa theo, cần gì đủ bạn. Bây giờ không rủ chị luôn nè, chị cũng là bạn em mà. Tưởng đùa thành thật, bọn tôi dừng xe ở chỗ khách sạn. Không nói không rằng vào phòng là lao vào nhau như hổ đói. Một đêm ướt ác cháy bỏng, cùng ánh trăng chiếu vào hai cây bóng đang lăn lộn không ngừng trên giường. Nhìn em ngây thơ vậy chứ tắt đèn, em không khác gì một chú hổ. Em ăn tôi từng chút một không để lại xương. Tôi chìm sâu như cơn mê sau đêm mặn nồng này. Tỉnh dậy tôi bất ngờ hơn là phòng không một bóng người có gọi nhưng không thấy ai trả lời tìm mọi ngóc ngách của vòng nhưng không có một ai tôi có gọi điện và tìm em trên mạng xã hội và tất cả đều thuê bao và bị chặn hết tôi hoang mang lắm mọi người ạ à. lần đầu bị như này khiến tôi bối rối không kịp nghĩ gì nhiều trong đầu tôi giờ chỉ có hình ảnh em sáng lẫn tối nhưng hành động em lại như vậy vậy là tôi bị chơi xong rồi bỏ hả có phải là tôi bị chơi xong bỏ không chứ rõ là tôi ngon nghẽ, đẹp trai như này mà sao em nổi làm vậy với tôi rồi Ai bảo tiền không mua được hạnh phúc ra đây đối chất hộ tôi dùm cái. Mọi người biết không? Xã hội này giờ không có tiền thì con cờ hó nó còn khinh chê. Đúng đâu. Tầm này chắc phải dựa vào các phú bà bao nuôi mất thôi. Tôi năm nay 30 tuổi, đã sắp đến cái tuổi đổi rồi. <laughs> Cho nên gấp lấy vợ giả mang luôn. Tôi làm ở nhà máy phân đạm được gần 5 năm. Lương lậu này nọ thì cũng tạm 10 đến 15 triệu. Số tiền này ở phố thì là nhỏ, nhưng mà ở quê tôi á, chi phí sinh hoạt không có cao. Bằng ấy lương á, là nuôi được bao nhiêu miệng ăn rồi. Tôi không quá tự hào về bản thân chứ. Gia đình tôi gia giáo, tôi công ăn việc làm đầy đủ, lại sáng sủa. Vậy mà cứ yêu ai là xảy ra biến. Nhiều khi nghĩ à, hay thử đi cắt duyên âm chứ duyên dương nó lạ quá. Hồi cấp 3 yêu hoa khôi của lớp Mọc sừng Cách đây 3 năm yêu cô em cùng chỗ làm Bị trap Bị bọn gần hết tiền rồi người ta cho cút <laughs> Cái mối tình khác thì chỉ dừng ở mức tìm hiểu thôi Muốn đi xa thì toàn ăn và lóc Cây <laughs> méo chịu được luôn Ủa sao con người ta cứ phải yêu với trả đương Vậy chứ cực vậy ta Năm nay tôi vừa bước sang 30 Con trai trưởng trong nhà dưới còn hai đứa em gái đã lấy chồng vài năm trước, con cũng một hai tuổi rồi đó. Nhìn tôi cứ ngày một lẻ bóng cục cặn vậy, bố mẹ tôi lòng nóng như lửa, dục tôi như dục đò luôn, khiến tôi muốn nhứt cái tai luôn nè. Có lúc đó, bà còn giả ốm để tôi mang người yêu về báo hiếu rồi đó. Cách đây 6 tháng, mẹ tôi bỏ ra 10 triệu thuê mai mối và tìm được cho tôi một em gái tên là Thúy, 25 tuổi, hiện đang làm ở khu công nghiệp bên cạnh. Em giới thiệu quê miền ngựa, về đây tìm việc, đã học hết cấp 3 em trắng như bông bưởi luôn giọng nói nhẹ nhàng khiến tôi ưng ngay lần đập đầu tiên luôn chúng tôi là quyết định hẹn hò vì dù gì cũng mất từng ấy tiền mai mối chưa nói nha thúy xinh như này có nằm mơ tôi cũng dám mơ tôi từng hỏi thúy về ấn tượng ban đầu của tôi thì em khéo léo trả lời chứ anh rắn rỏi và đầy năng lượng lại có suy nghĩ nghiêm túc về việc lập gia đình cho nên em thấy khá ưng câu nói khá ưng của em khiến tôi như phất cờ trong bụng chứ bộ đêm đó về tôi vui quá đâu ngủ nổi đâu cứ nằm mơ về một đám cưới tưng bừng một tay nâng rượu tay kia ôm người đẹp vào lòng sau hai tháng tìm hiểu về đối phương rồi tính cách rồi sở thích suy nghĩ cũng như là gia cảnh hai bên chúng tôi đều chấm đến chính điểm hải phòng là không lòng vòng mọi người tôi chính thức tỏ tình với thúy mà xưa giờ, á, tôi mới lãng mạn là gì đâu, mà để cái hôm tỏ tình diễn ra được hoàn hảo, tôi đã phải huy động hết mấy con bạn thân, nhào nặng bánh trái hoa hé, khỏi phải nói, thúy hạnh phúc rớt nước mắt luôn. tôi không tiếc cho em thứ gì trơn á, coi em như vật báu mà nâng trên tay. tiền bạc cũng công khai với em luôn, thi thoảng lại cho em tiền son phấn, không á thì những chiếc túi sách, bộ đồ hàng hiệu mà tôi chưa từng dám mua, nhưng vì yêu em, tôi không gì là không nở hết trơn á. đổi lại, thúy là người rất hiểu chuyện nha, em siêng năng tháo vá mau mồm mau miệng bố mẹ tôi rất là ưng nhà tôi tuy không giàu mà hễ có đồ ngon đồ tốt mẹ lại dục tôi là mang qua cho em ít đi sáu tháng nhiều đường trôi qua nhanh như cái chớp mắt luôn tôi chính thức mang trầu cao vượt gần 300 trăm cây số tới nhà hỏi cưới em được sự ủng hộ của hai bên bố mẹ đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn luôn Tưởng á, là kiếp nạn cứ sinh vậy là đã êm xuôi đó mọi người. Mà có lẽ tôi bị mừng hơi sớm rồi đó cố gắng tăng ca, tìm nhiều việc làm thêm rút, lúc rảnh nhằm tăng thu nhập. Nhưng mà đám cưới dự định được tổ chức trong tháng 4 của tôi không diễn ra được theo đúng kế hoạch do giá vàng liên tục phá vỡ kỷ lục. Trời ơi, gia đình tôi thuộc dạng không mấy khá giả đâu. Trước đám cưới, số tiền tích góp đã được sử dụng cho việc sửa nhà, làm phòng cưới, mua sắm đồ tân hôn. Gần đến ngày tổ chức, bố mẹ Thúy bất ngờ yêu cầu Ngoài cái số tiền thách cưới là 30 triệu, nhà trai phải tặng cô dâu một chiếc kiện đeo cổ ít nhất 5 chỉ vàng và ba nhẫn đeo tay nhỏ, mỗi nhẫn ít nhất một chỉ trong đám cưới vì họ không muốn mất mặt, thua thiệt với bà con họ hàng. Trời ơi, với giá vàng hiện tại, món quà cưới này cho cô dâu là có giá gần 80 triệu, là số tiền vắc xin không hề nhỏ với gia đình nông dân như nhà tôi mong muốn hôn lễ diễn ra tốt đẹp như kế hoạch tôi xin phép bố mẹ tương lai được tặng là món quà tượng trưng cưới xong sẽ kiếm tiền tặng kiền vàng năm chỉ sau tuy nhiên nhà gái không đồng ý nhất định là chỉ cho cưới nếu nhà trai chấp nhận đưa xính lễ như yêu cầu mặc dù rất là hiểu cho hoàn cảnh của tôi thúy cũng không có thể nào cãi cha cãi mẹ mà theo tôi được do yêu cầu nhà gái quá cao đi hai gia đình không tìm được tiếng nói chung cho nên đám cưới buộc phải hoãn lại tôi chán nản và stress vô cùng luôn mấy ngày nay chưa biết lên mạng tìm hy vọng thì vô tình nó ấn vào một đường link nóng ở đây nơi tập trung các loại khoai chuối ngon bổ mà không hề rẻ nha khoai ai tốt nước thì cứ đăng lên bán chỉ mất tí tiền môi giới mà nhận về lãi cao không mất vốn Tôi tò mò nên chọn bức đẹp nhất của mình hôm tiệc công ty up lên. Ai ngờ máy nổ số đụng đoàn, nào là 3 triệu một đêm, 5 triệu một đêm, thậm chí là 50 triệu một tháng, chỉ làm 2 đến 4 tiếng một ngày. Sức mạnh đồng tiền làm tôi hoa hết cả mắt luôn. Không ngờ đó, tiền bạc dễ kiếm đến cái mức vậy mà trước nãy tôi không hề biết ta. Giá vàng hai năm trước vẫn đầu 6, giờ vụt lên đầu 7, đầu 8. Tôi cũng không muốn mua trả góp theo ý mẹ đâu. Rồi lại hả, mang nặng cái vấn đề tài chính nữa. Không mua nổi vàng, bố mẹ vợ lại hững hờ ra mặt. Tôi rất lo, nếu những ngày tới mà giá vàng tiếp tục lập kỷ lục mà mãi không hạ, thì ngày lấy vợ sẽ còn xa tầm với lắm. Liệu tôi có nên nhắm mắt đưa chân, thử độ may mắn với món nghề lấy lỗ làm lãi, cuốn hút này không mọi người? Mong các cao nhân cho lời khuyên ạ. À. Nếu nhà em ở thành phố hoặc cơ bản là có điều kiện một tí thì chắc mọi người cũng không đến nổi tệ. Em sẽ chẳng bị mẹ chồng khinh rẻ, coi thường, rồi chốc chốc lại gây khó dễ. Chuyện mẹ chồng nàng dâu đúng là muôn thở không hết vấn đề để bàn. Đến thời điểm hiện tại, dù mọi chuyện đã lui về quá khứ đến ngót một năm nay, nhưng cứ mỗi khi nghĩ lại, mình vẫn thấy chạnh lòng ghê gớm. Dâu là con, rể là khách, các cụ nói cấm có sai. Hồi xưa thì mình quen Long từ khi học đại học, anh bảo vì cảm mến cô bạn hiền lành giản dị nên ngỏ lời yêu lúc đầu thì mình cũng ngần ngại lắm vì so với anh nhà mình cách xa một trời một vực bố mẹ long thì đều là công chức về hưu nhà ba tầng ở đầu phố còn mình lại xuất thân từ nông thôn để cưới được nhau thì chắc chắn kiểu gì tụi mình cũng phải trải qua trăm cái khổ đã vậy mẹ anh long cũng tỏ ra là bà chẳng thích kết thông gia với một nơi không môn đăng hộ đối nhưng vì Long cứ năn nỉ mãi không thôi Với cơ bản là bọn mình chơi ván bài Ván đã đóng thuyền Nên bà chẳng thế nào từ chối được Rồi cuối cùng bà cũng phải chấp nhận mình Về làm con dâu khi đã có bầu 2 tháng Nên chẳng vui vẻ gì cho cam Cơ mà không bằng lòng là vậy Nhưng mẹ anh Long thì khéo Chẳng bao giờ nạt nộ hay trách mắng mình nặng lời Lúc nào bà cũng tỏ ra thảo thơm Ngọt ngào với con dâu Nên ai nhìn vào cũng nghĩ là mình sướng Được mẹ chồng yêu chiều nhưng mà đâu có phải Lắm câu bà nói mình nghe như bị sát muối vào tim Mật ngọt mà chết rồi Mỗi cái mẹ chồng mình cũng quý cháu nội Nên mình cứ vịn vào lý do đó với hy vọng Rồi sẽ có ngày con gái sẽ giúp mình kết nối mối thân tình với mẹ chồng Từ ngày bé cớm con mình biết ăn dặm Bà ngoại ở quê liền nghĩ đến việc trồng thêm rau quả Nuôi thêm vài đàn gà trong vườn để gửi ra thành phố Bà bảo với mình là Mẹ xem thời sự, thấy người ta đưa tin về thực phẩm bẩn nên không yên tâm. Cả rau củ quả trong siêu thị cũng không hẳn là sạch sẽ hoàn toàn đâu. Thôi còn chịu khó nói chồng chạy ra, chạy xe ra bến. Một tuần hai lần để lấy rau, trứng, thịt gà mẹ gửi ở quê ra ăn cho lành. Mình cũng ngại mẹ vất vả, mất công nên nhiều lần từ chối. Nhưng mẹ lại không chịu, bà cứ ngấm ngầm gửi đồ lên xe trước mới điện cho mình với chồng ra bến lấy đồ. Thế là không muốn mình cũng phải buộc phải nhận. Thề chứ mỗi lần chồng mình ra bến lấy đồ về, dở cái bị ra mà mình khóc hết nước mắt. Thứ gì mẹ cũng gửi ra đây Từ củ hành, củ tỏi đến thịt gà Và đủ thứ loại rau củ khác Cứ như thể là mẹ gom được ở nhà bao nhiêu đùm gói hết ra cho con cháu bấy nhiêu Lắm hơn mẹ gửi cả trứng ra Đi đường xe sóc trứng vỡ mất gần hết Tuy nhiên thương mẹ Mình lại không dám nói Chỉ biết ôm đùm trứng khóc cho bớt tuổi thân Con gái đi lấy chồng xa Chẳng lo được gì cho mẹ Ngược lại còn khiến bà vất vả thêm Cơ mà tính mẹ mình sởi lỡi là thế, nhưng mẹ chồng lại cho là người ta đăng, bôi bác. Lần nào chồng trục trịch đi lấy đồ, là bà lại nói ý, ra là nhà này không nuôi nổi con cháu hay sao, mà cứ phải phiền bà bên đấy mãi. Lần nào đưa đồ về cũng chỉ có vợ chồng mình, lo cất xếp vào tủ, nấu nướng chứ tuyệt nhiên mẹ chồng không bao giờ đụng vào. Bà có nấu thì cũng tự ra chợ mua đồ mới về ăn. Rồi có một lần mình nhỡ bỏ quên túi cà chua quá lâu trong tủ, khi lục ra có quả bị thối nữa, mẹ anh mới làm ùm lên. Tiếc trẻ gì mà cứ tha lui về nhà Bẩn thiểu sinh vi khuẩn rồi lại đổ bệnh ra Từ hôm đấy Bà tỏ ra hậm hực với mấy túi đồ trữ trong tủ hẳn Dù mình biết ý với cũng thương mẹ Nên đã điện về nhắc khéo bà Thư thư hẳn gửi đồ Nhưng mẹ vẫn không nghe Lần đó mẹ mình mới hái được lứa ổi, găng, đầu vụ Rất thơm và ngon Xong biết bà thông gia thích ăn món đấy Nên bà khăng khăng đòi gửi ra bằng được Hôm đấy anh lấy về Lôi ra túi ổi găng to đùng tuy hơi dập Nhưng mà vẫn ngon ấy thế mà mẹ anh thấy vậy không vui vẻ gì Nói thẳng luôn Nát hết rồi sao ăn Ổi quê với ổi thành phố khác gì nhau đâu Mà bà cứ mất công làm gì Rồi bà cho tuốt chỗ ổi đó với rau dập vào túi rác Mang đi đổ Mình thấy vậy buồn mà không biết làm sao Chờ đến tối đã đang trên cửa hàng Thì bất ngờ chồng mình điện thoại gọi về Nói con bất ngờ bị đi ngoài Nông ối nên phải đưa đi cấp cứu Tới khám thì bác sĩ bảo là con bé bị ngộ độc thực phẩm Cả lông và bố chồng mình bụng cũng không được khỏe luôn sau mọi người mới truy ra là chỗ giá đổ mẹ chồng mình mua về nấu ăn hôm đó không đảm bảo vệ sinh. Biết lỗi lầm là do bản thân, nên mẹ chồng mình nín thinh. Còn bố anh Long cũng phải đi vệ sinh mấy lượt, bực quá nên ông quạo. Lâu nay con bé có bị sao đâu. Đấy, thế mà nay bà đi chợ nấu cho cháu bữa bột, thì nó thế. Rau quả ngoài này mua chỗ nào cũng dở. May có bà thông gia gửi đồ sạch lên ăn thì bà lại chê. Giờ thì khổ chưa? May sau vài ngày sau đó bé nhà mình cũng khỏe. Từ lần đấy mẹ chồng cũng không còn gây khó dễ với mình nữa chắc tại bà thấy mình không trách tội nên cũng hiểu ra và thông cảm giờ thì hai bên thông gia thân nhau hơn rồi nói chứ đúng là phải vấp ngã thì người ta mới tỉnh ngộ chứ như mẹ chồng mình mà cứ khư khư giữ cái định kiến dâu là con ngoài thì không biết đến bao giờ nhà mới bình yên nổi nữa thuyền anh ra khơi khi chân mây ẩn hồng thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ơ ho ôi giời Chuẩn giọng chị lành bán mắm gần nhà em rồi Chị năm nay mới 37 thôi Vẫn còn trẻ trung xanh mát lắm Chị chưa chồng và rất yêu văn nghệ Đám cưới mời chị là kiểu gì Chị cũng góp vui đôi bài Người đang xông ca với chị là chị Quỳnh Bán cá chị lành và chị quỳnh thân nhau lắm bán buôn cạnh nhau cả chục năm trời chứ ít gì người ở xa về làng hẻ ai mua cá của chị quỳnh là chị lại giới thiệu sang mua mắm ủng hộ chị lành rồi khen lấy khen để mắm nhà cái lành thơm ngon lắm ngược lại chị lành cũng vậy nên hàng hai chị đông khách gần nhất chợ tuy chỉ là bán chợ nhưng mà hai chị thân nhau như ruột thịt ấy hễ có miếng mít bưởi gì ấy, hay là cốc chè ngon cũng chia nhau mọi người ở chợ ai đi qua cũng tấm tắc khen hai chị có tình bạn đẹp người không biết chị lành ế ưỡng còn bảo sau hai chị kết thông gia với nhau nhưng mà khổ nổi chị lành chồng còn chưa có thì con cái gì anh an chồng chị quỳnh là thầy giáo thể dục ở trường làng body sáu muối thân hình cao mét tám trông không có giống chồng bà bán cá chút nào. Ai nhìn vô cũng nghĩ, anh nào trai phố về quê chơi. Vì chồng đẹp trai nên là chị Quỳnh nổi tiếng máu ghen lồng lộn. hễ ai động vào chồng chị là chị choảng luôn. Sáng nào trước khi lên lớp, anh An cũng chăm chỉ dậy sớm ra chợ dọn hàng cho vợ. Tiện tay bê giúp chị lành, mấy, một, mấy thùng mắm tép. Có mấy cô ngồi gần đó đồn đoán An và lành có tình ý với nhau. Nhưng mà ai lại yêu chồng bản thân bao giờ? Mà lỡ có thế thì khó xử lắm. Chuyện tưởng không bao giờ xảy ra, nhưng hôm nay trong bữa cổ, đang lúc ngà ngà say, thay vì lột tôm để cho vợ, anh lại thẳng tay, đưa sang bác chị lành. ối rồi ôi khỏi phải nói chị Quỳnh tự ái cỡ nào, cái môi chị vốn đã dày nay còn tự ái còn trề hẳn ra, trông như cái gáo hứng mưa. Mọi người và chị lành biết ý nên phải chống chế là anh an say, hai chị ngồi gần nhau nên để nhầm, thì chị mới để yên đấy. Bẳng đi tầm một tuần vào viên chợ, thì mọi người ai cũng xì xào vì cả phiên chợ hôm ấy lành và quỳnh không giao lưu với nhau một tiếng nào thậm chí chị quỳnh còn không cho anh an dọn hàng giúp chị lành hỏi ra mới biết sáng nào anh an dọn hàng giúp chị lành hai người cũng buông chuyện tiếu tích chị lành buông tới quá còn vỗ mong anh an đơm đớp cả chợ chứng kiến sáng nay đúng lúc chị quỳnh đi tới thì lành xảy chân ngã anh an gần đó phi vội đến đỡ lành ôm trọn vào lòng rồi còn xiết xoa thổi chân thổi tay rồi hỏi thăm mọi thứ lọt vào tầm mắt chị quỳnh thêm cả vụ bốc tôm đám cổ nên chị Quỳnh bo xì bo chị lành luôn. Chị lành và chị Quỳnh chiến tranh lạnh thì thôi đi. Nhưng đây chị Quỳnh còn đi nói xấu lành khắp chợ. Con lành dởm dít lắm, tẩm ngẫm tầm ngầm đấm chết voi. Chị chị em em, em tính sơi luôn chồng chị. Giả tạo thảo mai, nách hôi mồm thối, còn bám mắm, khấm lậm, bảo sao trai gặp phải chạy xa. Cái ngữ đấy cho mang nhà em, ông ấy cũng ẻ đầy vào chứ mơ mộng tâm tớp mà chợ búa là chỗ buôn dưa lê bán dưa chuột mà có ai giữ nổi mồm mình đâu câu chuyện cứ truyền từ miệng người này qua miệng người nọ rồi biến tấu lung tung thành ra đến tay chị lành câu chuyện đó trở thành như này con lành bán mắm cướp chồng con quỳnh bán cá ngủ với chồng con quỳnh có khi có con rồi cũng hay ôi rồi ôi chẳng phải nói dân chợ nó gớm chị lành ba máu sáu cơn tóc lờ chắp tay đúng giữa chợ chửi bao nhiêu vùng kín hai bên nội ngoại chị văng hết vào mặt chị quỳnh chị chửi có bài có bản chửi theo một trật tự nhất định khiến chị quỳnh cá đơ hết đường người nhưng mà mấu chốt là ở câu cuối của chị tao tuyên bố cho con thối lờ không biết đẻ, đẻ ra một đàn vịt rời vển tay trâu lên mà nghe cho rõ chính xác. Tao có bầu với chồng mày được 4 tháng rồi, là con trai độc đinh đích nhôm giống y đúc bố nó. Loại này quanh năm tanh tưởi khắp lặm. Nên là chồng mày mới rút hợ án tao đấy con già. Đây chắc là tin sốc nhất năm của chị Quỳnh Cá. Không biết chị Tam tai vận hạn gì chưa dân sao. Để giờ nói xấu cũng thành thật. Bạn chợ hơn chục năm chị Pia Free cho vậy. Mà nở lòng nào đông đưa chồng chị. Chắc chị nghĩ cây Nên lòng cá mọi khi chị bán chứ Không cho nay chẳng tiếc tay Hắt nguyên sâu lòng xuống nhe nhét nghè nhũa tanh Đến buồn nôn vào người chị lành Lành ói ra ói vào Nhưng tay vẫn kịp túm chậu mắm tôm Vừa ẹ vừa vẫy quanh hàng chị Quỳnh như trừ tà Hai chị xông kiếm hợp bích Danh xứng với thực đúng là cặp đôi cá mắm Quần nhau muốn hết hơi hơn tiếng đồng hồ chả ai can thì công an phường đến, hai chị cá mắm được mời lên phường nói chuyện. Chắc hôm đó phường em phải mất hàng chục chai nước thơm phòng với hai chị á. Sau vụ đấy ngay đâu cái thai của lành là giả bị ra vì cây và muốn chọc tức quỳnh. Nhưng anh An với lành có tình cảm là thật, chỉ là mối tình mới kịp nhăn nhúm đã bị bộ lòng cá dội cho dập tắt. Hai tháng trôi qua chợ lại ảm đạm buồn thiêu vì hết drama để hóng do chị Quỳnh Cá và chị Lành mà đã nghỉ chơi, tách ra người đầu chợ người cuối chợ và không ngừng chê bai nói điểu, bốc mẻ hàng nhau khiến cả hai đều bị mất khách. Em cứ nghĩ là có bầu thì em sẽ đồng ý cưới mình, nào có ngờ em có bầu thật nhưng mà là bầu với người khác. Lao tâm khổ tứ để mong em người yêu lấy mình Cuối cùng thì chẳng có tác dụng gì hết Chào mọi người, mình là Minh, có bé người yêu tên Thảo nhỏ hơn mình 3 tuổi. Bé với mình yêu nhau cũng được một thời gian rồi, hai bên bố mẹ cũng biết chuyện của chúng mình và đều ủng hộ. Mình đợi em ra trường rồi sẽ cầu hôn em vào hôm tốt nghiệp luôn. Mình ngỏ ý với em là vì bản thân cũng đã ổn định, hoàn toàn có thể lo cho em ấy được, nhưng thay vì đồng ý thì em ấy lại trì hoãn, rồi nói là bản thân mới ra trường nên chưa muốn cưới bây giờ, muốn bay nhảy và trải nghiệm cuộc sống trước đã. Vậy là mình cũng ok, chờ đợi đến khi em sẵn sàng. Em đi làm, mình giúp được gì thì sẽ giúp. Cũng quan tâm hỏi han em công việc thế nào, môi trường ra sao, rồi có cần gì thì cứ bảo với mình là được. Thế nhưng sau khi Thảo đi làm được 6 tháng, mình thấy em khác lắm. Người ta vẫn làm tiếp xúc với nhiều thứ, bản thân thay đổi suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng mà dù vậy thì em ấy vẫn lại thay đổi với mình, ít nói chuyện, quan tâm đến mình. Em còn hay về muộn, rồi uống say nữa. Mình cũng nhắc nhở em là đi làm việc kiếm tiền chứ không phải buông thả bản thân mình. Em cũng bảo với mình, sao anh nói em vậy? Em biết chừng mực mà, anh không tin em sao? Mình thấy bản thân nhắc nhở cũng chẳng thừa. Mình trai đời trước em bao lâu nên cũng biết được đồng tiền, cái chốn công sở lắm thị phi như thế nào. Sau đó một tháng thì mình tự dưng có suy nghĩ bồng bột. Hay là bây giờ mình làm em ấy có bầu đi, rồi em ấy sẽ dễ dàng chấp nhận về sống chung một nhà với mình. Ngày ngày mình vẫn luôn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vậy là kể từ những lần đó, mỗi lần gần gũi với em mình đều suy nghĩ, mình có nên làm cái chuyện như thế không? Và cuối cùng mình vẫn quyết định đánh liều. Vì việc chuẩn bị mấy biện pháp an toàn thì đều do mình chuẩn bị. Còn Thảo cũng có một hai lần, nhưng ít lắm. Hôm đó thay vì mua cho em viên khẩn cấp, mình đã mua cho em viên thuốc bổ. Em vẫn hồn nhiên uống. Mình làm như thế hai lần, cuối cùng nó cũng có kết quả. Tháng sau, em gọi mình sang phòng giữa lúc nghỉ trưa, bảo là có chuyện gấp, nhất định phải sang mình đành phóng xe từ công ty về lòng dự cảm một niềm vui đang tới gặp em đầu tóc bù xù như kiểu hôm nay không đi làm giờ mới ngủ dậy mặt thì trắng bệch kiểu thiếu sức sống mắt sưng húp em nói như nấc anh em xin lỗi em có rồi mình vẫn nhẹ nhàng hỏi là em em có cái gì cơ thảo vừa giải thích vừa trưng trưng tháng này em bị chậm mà dạo gần đây toàn thấy nôn nao trong người buồn nôn mà không nôn được chả muốn ăn gì em cũng đã thử rồi em có thai rồi thật sự với mọi người lỡ lúc đấy mình vui như mở cờ trong bụng vừa cười vừa nói có rồi thì cưới thôi chứ sao em yên tâm anh sẽ chịu trách nhiệm với em và con anh sẽ không cho em phải vất vả đâu thế mà thảo không hề nghe mình nói đầu cứ lắc liên tục rồi nói mình chia tay đi em xin lỗi em trót dại với anh hiếu trưởng phòng hôm đó em bảo mệt về quê ba hôm thực ra em đi nha trang với anh ấy em xin lỗi dù em vẫn yêu anh nhưng mà anh hiếu yêu em theo đuổi em từ ngày em vào làm làm em bất ngờ này đến bất ngờ khác ở công ty em trung động nhưng thật sự em chỉ coi đó là một cuộc phiêu lưu trước khi lấy anh không hôm không kém mình đứng hình luôn thật sự mình chẳng muốn nghe gì nữa tai cứ bị ù đi mình nhìn em với ánh mắt thật sự tuyệt vọng thì em vẫn tiếp tục trình bày là hôm đó em với thằng cha trưởng phòng uống say sau đó hai người vồ lấy nhau mà không để ý ngày an toàn rồi em còn nói với mình là con là lọc trời cho nên em ấy không muốn bỏ đứa bé này em ấy cứ thế khóc rồi xin lỗi mình đòi chia tay mình để làm đám cưới với thằng trưởng phòng kia, khiến mình bất lực thật sự. Mình không nói gì, não nề bước về, em ấy vẫn thúc thích, thế là kết thúc thật rồi à. Một chuyện tình tưởng như không bao giờ tan vỡ đã kết thúc rồi sao? Một tháng sau, em được tác ảnh bên chồng và thời gian địa điểm làm đám cưới. Thật sự đến thời điểm này, mình vẫn chưa chấp nhận được chuyện này. Mình cũng đã tính ngày rồi, đúng là không phải vào ngày mình với em gần gũi thật. Giờ mà em đẻ con và xét nghiệm là con mình thật thì lúc đó chẳng biết phải làm sao nữa. Chuyện này cứ hoang đường kiểu gì á mọi người. Bất cứ ai sắp bước chân vào nghề PT đều phải thực sự chuẩn bị cho mình một bản lĩnh vững vàng vì thử thách và cám dỗ là điều không thể tránh khỏi đó mọi người. Chào mọi người, em là Minh, năm nay 27 tuổi, đang làm PT cho một phòng tập ở Hà Nội. Mình học nhân sự nhưng mà ra trường á là chọn nghề PT vì đam mê mãnh liệt với thể hình mình bắt đầu đam mê gym từ năm 18 rồi. mình sinh ra ở làng quê nhỏ cách hà nội 60 km. ở quê, quê mình á, hồi ấy tập gym là chưa phổ biến, vì tiền còn chẳng có mà ăn thì tập tành cái gì. mẹ mình nuôi con đúng kiểu nuôi heo, cứ thấy con béo tốt là thích hà, bắt ăn thiệt là nhiều, lấy sức học hành. thành ra đến năm 18 tuổi á, mình có một body tên nó quá khổ và mang theo sự tự ti ấy lên đến đại học luôn. lên đại học, mình bắt đầu tiếp xúc với gym nhiều hơn, ngoại hình cải thiện khiến mình tự tin vô cùng dần dần qua thời gian á mình trở thành một dreamer chính hiệu gái mà 10 em nhìn thì chính em đổ luôn ra trường mình lại quyết định là làm trái ngành với kiến thức tích cóp được suốt những năm qua mình xin vào làm pt cho một phòng tập và gắn bó tới tận bây giờ luôn nếu như ai hỏi làm nghề pt vui không nói thiệt nha cũng có vui làm trong môi trường thể thao trẻ trung năng động mà khiến mình thấy khỏe cả người còn không kể nha là được sử dụng phòng tập miễn phí nữa chứ mình tới nay gắn bó cũng gần 6 năm rồi thu nhập thì ổn định và đã có lượng khách quen cố định mình cũng tưởng là đợn dậy là êm xuôi đến lúc về hưu. Không mọi người, ngày nào chẳng có những kiếp nạn và nghề PT cũng như vậy. Chuyện là mình có cô người yêu tên là Lan, yêu nhau đợt năm ba đại học đến tận khi ra trường đi làm. Trời ơi, em chết mê mình từ lần gặp đầu tiên. Lan là tiểu thư nhà giàu và rất là thoáng tay. Suốt hơn 2 năm yêu nhau, ta nói mọi chi phí ăn ở của mình đều do Lan chi trả hết. Nói dễ hiểu là bao nuôi đó. đó chúng mình yêu nhau cũng mặn nồng thấm thiết cho đến khi em vợ quẻ. Mình có thằng bạn thân ở phòng gym tên là Quốc Quen biết nhau từ hồi mới vô nghề cho nên thân lắm Đàn ông con trai với nhau nên bọn mình á, chẳng câu nệ gì đâu Ở phòng tập nhiều hơn ở nhà Bọn mình ăn uống chung, ngủ nghỉ chung Mình nghĩ đó là điều bình thường thôi hả à. Vậy mà Lan suốt ngày đi ghen với thằng Quốc Xong hả còn dằn mặt là mình phải tránh sang Quốc ra kẻ bị bẻ công Nhưng mình tự biết mình thế nào mà trời Tối đó kỷ niệm hai năm yêu nhau Lan tự ý tới phòng tập Trong khi á, mình đã dặn em là ở nhà để mình đón Đúng lúc ấy, mình như Quốc đang trao đổi kinh nghiệm cho nhau. Quốc có vỗ mong mình trêu chứ. Ê, mong mấy anh đẩy được không? Chỉ là trêu nhau thôi. Rồi Lan thấy, làm toán lên, chửi mình, chửi cả Quốc luôn. Không chấp nhận được thứ con gái chua ngoa xấu tính, nên là mình quyết định chia tay. Vì sao nghe nói, á, Lan đi kể lễ khắp nơi là mình ăn bám em, vu khống mình là làm PT, mà công vèo, èo ụa, làm ảnh hưởng danh dự của mình trời, đúng là lòng dạ đàn bà khó lường ghê á. Sau vụ đó mình quyết tâm là không nhận bất kỳ tiền của ai, chỉ tiêu đúng chính đồng tiền mình làm ra thôi. Mất niềm tin và yêu đương, mình tập trung 100% sức lực và tinh thần cho công việc. Dù một ngày làm việc gần 18 tiếng, tiêu hao thể lực kinh khủng, nhưng may sao có quốc luôn đồng hành. Chúng mình tâm sự, chia sẻ với nhau mọi thứ luôn. Chưa bao giờ mình gặp được một người bạn ưng ý đến vậy, đồng điệu trong cả suy nghĩ lẫn tâm hồn. Rồi đầu tháng 3, quốc đủ học viên cho nên có chuyển qua cho mình một chị gái U50. Chị thân thiện, khá là quý mình nha. Từ lúc dạy chị đến nay, chị luôn hết lời khen ngợi, thậm chí còn thưởng đậm cho mình sau mỗi buổi tập căng. Nói chuyện nhiều, hai chị em trở nên gần gũi mà. Chị khoe nhà chị giàu lắm luôn, nhưng buồn nổi vợ chồng sớm ly hôn. Chị cô đơn đã mấy năm nay rồi, giờ mà có ai yêu chiều chị, á chị sẽ không bao giờ để thiệt đâu. Đó, thế rồi ngày nào chị cũng than vãn là cô đơn, rồi treo thưởng bằng tiền mưa dầm thấm lâu thôi thì mình kém chị có gần hai con giáp và lại đang độc thân chưa yêu ai lớn tuổi bao giờ nên thử nhắm mắt đưa chân ai ngờ vượt xa ngoài mong đợi luôn chị không chỉ giàu tiền bạc nha trời ơi còn giàu kinh nghiệm nữa mọi người thời gian quen chị mình tích góp đủ tiền gửi gì cho mẹ sửa nhà ở quê còn có thêm một chiếc mazda và khoản nho nhỏ để dành hoạt động song song hai nghề cho nên mình cũng có thời gian nghỉ ngơi hồi sức chứ tiền bạc dư giả mình giảm bớt lịch làm để có thời gian yêu bản thân hơn tuần này mình đang du lịch ở Nha Trang, nằm trong vùng Tây Quốc, dưới bờ cát trắng và làn sóng vũ ào ào. Mình cảm thấy cuộc sống như hiện tại á thiệt là tốt. Ngày xưa mình còn hay than vãn mệt mỏi và từng có suy nghĩ là bỏ nghề. Bây giờ mình nghĩ là rồi mọi người, cảm ơn jim đã cho mình và quốc tìm thấy nhau. Tiện đây á, phòng tập bên mình đang tuyển thêm PT nè. Bạn nào muốn ứng tuyển á thì để lại thông tin, mình sẽ chủ động liên hệ vậy nha. Chào mọi người, mình là Nam U30 tuổi thì ngắn nhưng mà tình trường thì dài các mối tình của mình thì có đủ gái xinh gái ngoan gái bán bông và cả gái đã có chồng hôm nay mình mạng phép lên đây để kể cho mọi người nghe về trải nghiệm hấp vợ tương lai của các anh em tí nha quay về ngày xưa ngày xưa mình còn là một đứa sinh viên đại học vừa lên thành phố thì cái bằng cái vẻ đẹp trai người ngợi mình đã thành công bế được chị gái khóa trên về chung một giường trải nghiệm thì cũng ổn phết tuy nhiên bữa ăn nào mà không chán sau 2 tháng thì mình cũng chính thức say goodbye chị ấy và cũng chính thức mở đường cho cuộc sống nhiều màu sắc hiện tại. Tính tới thời điểm hiện tại thì chưa có loại hình nào mà mình chưa thử qua từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, bác sĩ, y tá, gái xinh, gái ngoan, cả gái quán bar hay là gái gọi thì mình cũng đều thử qua. Nhưng mà để mình ấn tượng nhất là cách mình cùng vợ tương lai của quan cấp trên của mình cấm sừng anh ta quan là cấp trên của mình, con cha cháu ông nội nên vừa ra trường là về thừa kế công ty luôn. Ngày đi học thì quan học cũng bình thường thôi, vẻ ngoài cũng chả có gì đẹp trai, nhưng được cái nhà giàu nên cũng nhiều em theo lắm. Những tưởng sau khi ra trường thì tụi mình sẽ chẳng liên quan gì nhau, thì đùng cái mình lại ứng tuyển vào ngay công ty của quan, mình cũng muốn nghỉ làm lắm. Nhưng gánh nặng kinh tế trên vai khiến mình lại phải ngậm ngùi mỗi ngày nhìn nụ cười giả tạo của Quang. Hồi năm ngoái, mình gặp người yêu của Quang hôm tất niên của công ty. Nhìn thằng này cù lần thế đó mà người yêu lại ngon đét. Cả buổi tối hôm đó, mình cứ thấy người yêu của Quang nhìn mình, thấy là một ý tưởng lóe lên trong đầu mình, mình liền giả vờ say đứng dậy đi vệ sinh rồi loạn choạng ngã, tiện tay nhét số điện thoại của mình vào tay Dung, người yêu của Quang. Cả tuần sau đó mình vẫn không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào, nên là mình liền viện cớ có việc cần bàn để xin số điện thoại của Dung từ tay trợ lý của Quang. Sau khi có số điện thoại của Dung, mình liền lân la kết bạn luôn. Chào Dung, hôm trước đi tất niên xong em có thấy đôi giớ của anh đâu không nhỉ? Anh ngã xong về tìm không thấy. Khoảng một lúc sau thì Dung mới trả lời lại cho mình ba dấu hỏi chấm. Mình liền nhắn tới, em không thấy hả? Anh đang tìm giớ. Vậu yêu giớ ấy. Lâu quá anh thông tìm thấy, không biết anh có thể mời em đi cùng tìm với anh được không? Câu chuyện của chúng mình cứ bắt đầu như thế, mới đầu Dung còn lạnh nhạt. Nhưng làm sao có thể tránh được sự cò cưa của mình? Phải nói là theo đuổi được Dung cũng khó phết. Nhưng mà nghĩ tới việc húp được người yêu của Quang trước, thì sự kiện kiên trì chút buổi sáng, tặng trà sữa, tặng hoa, tặng quà, mời ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn cả bữa khuya, thì ngày ăn em cũng đến. Đúng như kế hoạch, sau 2 tháng miệt mài theo đuổi thì mình cũng chính thức đưa được Dung vào trồng. Hôm đó Dung nói dối Quang là đi xem phim cùng bạn thân, nhưng thực ra bạn thân mà Dung nói tất nhiên là mình rồi. Lần đầu tiên của tụi mình cũng kích thích phết, ngay rạp chiếu phim mà quả là vợ sếp, ngon mầm mực, mực thì cũng được, mình húp thôi. Sau vài lần qua lại với nhau thì Dung báo có em bé. Mình thì vừa nghe tới đoạn đó là bóng mất hút rồi. Dung tất nhiên không dám chạy đến công ty tìm mình, nên người phải ôm cái vỏ ốc đó chắc chắn phải là Quang mới hôm qua mình vừa đi đám cưới của quang xong nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi quang và cái bụng đang dần lớn lên của dung mình chỉ cười chúc quang sẽ có một gia đình hạnh phúc bên vợ và con của mình nhé